cả của gia đình họ nhà trai cùng sự hiện diện của đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái sẽ chính thức cập bến tại Tư Gia gia đình họ nhà trai. Và giờ phút này đây thì cho phép những người thực hiện chương trình xin phép được thay lời cho gia đình, xin được đỡ lời cho chú rể Đình Cây, xin được kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Những ai nhận được cánh thiệp hồng từ phía gia đình họ nhà trai cũng như nhận được cánh thiệp hồng từ phía chú rể Đình Cây thì giờ phút này đây xin mời quý vị chúng ta cùng gác lại công việc riêng chung của mình để cùng trở về với Tư Gia gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, để đôi bên gia đình cộng tác cùng toàn thể quý vị tổ chức chương trình đại lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc cho Đình Cây sánh duyên cùng Thanh Lan trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị thân mến, sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã và đang trở về với Tư Gia gia đình họ nhà trai, đó là một niềm vinh hạnh rất lớn mà ngày hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi được đón nhận. Và đây cũng chính là một món quà vô giá mà trong buổi chiều ngày hôm nay cô dâu và chú rể được đón nhận. Và một lần nữa cho phép những người thực hiện chương trình xin phép được thay lời cho gia đình, xin được kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị ạ. Tổng cầu hoa hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi đang đón chào mừng những trang hoa đặc biệt tới thiện duyên những sự tư tình cao đẹp nào quanh sân khấu kỳ chú bác tình cảm thân thương của mẹ bạn nam nữ trẻ văn. Xin mời chúng ta cùng trở về các bạn đại diện của gia đình nhà trai chúng tôi có được cho các bạn những chúc mừng những tưởng hoa đẹp nhất trang trọng nhất và lịch sử nhất cho buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta cũng muốn là bài chúc mừng và hoa hạnh phúc của gia đình nhà trai chúng tôi sẽ chính thức ra chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng chào hạnh phúc cho đôi vợ chồng đơn phương Đình Cây và Thanh Lan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lễ Phật của gia đình chúng ta sẽ trân trọng kính mời các bậc cao niên cũng như là các bậc cao bắt sẽ trở vào trong nhà và xin mời phần thiện hạ thành được túi ra gần. Chúng ta sẽ hiện diện tại khán phòng quý của gia đình và cùng mà tự nhiên mời chầu mời trà và không quên những lắm lời chúc phúc đẹp nhất cho hai em Tây Tây và Minh Lan với một mong muốn chung rằng chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc, một trăm năm tình duyên mãn và cầu kiếp phù đề. Chúng tôi ạ, thì ở phía ngoài cổng cũng như là tại hội trường dưới thì còn một số quý vị chưa có được chỗ ngồi ạ. Thì tôi còn lễ văn thọ gia đình chúng ta sẽ trân trọng kính mời cũng như là hướng dẫn quý vị đặc biệt quan khách có được chỗ ngồi trong lý tưởng và là trân trọng với sự nhất trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta cùng trò chuyện cùng nhau đảm bảo sau một không khí thật là vui tươi phấn khởi và không quên những lời chúc phúc tất cả chất cho dân mạng con đường của chúng ta. Chào đón và trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị đại biểu quan khách. Chúng ta cùng trở về hôn trường cưới của gia đình Hòa Nhà Trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và kính thưa tới toàn thể quý vị đại biểu quan khách, đúng là cùng chung một cánh đồng quê, chúc con đường nhỏ đi về sớm hôm. Anh đầu xóm em giữa thôn vừa đôi phải lứa đính hôn một nhà. Nhưng chúng ta đã biết thì cô dâu và chú rể hai em đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Sa Pù của miền quê hương Đồng Sơn yêu dấu. Trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và trên bước đường học hành lớn lên và trưởng thành thì hai em đã thật sự quen biết và thương mến nhau và hai em đã lén lén lên một nửa của tình yêu. Và để rồi anh về cúc đất trồng cau cho em trồng ghé cây trầu ở bên, bây giờ trầu mọc lớn lên cau xanh ra trái ta nên vợ chồng. Và để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy nhau. Em về thưa với mẹ cha lại đồng ý cho ta lấy mình, với mình lại với ta, đẹp duyên đôi lứa mặn mà thông gia. Vâng, được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như là được sự vui vẻ tác hợp của đôi bên gia đình đã chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức mừng hạnh phúc cho hai em Đình Tây và Thanh Lan.
gian. Thì giờ phút này những người thực hiện chương trình chúng tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi và chờ đợi lâu hơn nữa. Giây phút đồng hoàng hạnh phúc nhất của đoàn trẻ thì ngay giây phút này đây cho phép ban tổ chức chúng tôi được long trọng tổ chức đại lễ thành hôn chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho chú rể bên cây sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Lan chính thức xin phép được bắt chào đón tới sự hiện diện của toàn thể quý vị, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú. Lời đầu tiên cho phép những người thực hiện chương trình xin phép được thay lời chào gia đình, xin được đỡ lời chào cô dâu và chú rể. Xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách mời lời kính chúc sức khỏe, mời lời chào trân trọng và mời lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Kính thưa quý vị thân mến, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, đã vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay đây là một tình yêu trọn vẹn của chú rể Đình Cây và Thanh Lan. Và giờ phút này đây thì những người thực hiện chương trình xin phép được thay lời chào gia đình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đã trở về với tân gia gia đình ngày hôm nay để cùng mang những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể, cũng như chúc phúc tốt đẹp nhất cho gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị thân mến, giờ phút này đây thì xin trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng tự nhiên mời thuốc, mời nước, mời trầu và cùng đến với một nhạc phẩm của nghệ sĩ Lê Minh được mang tên Khách Đến Chơi Nhà. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
phi khách đến trở nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho rể sâu vui lòng. Vâng quý vị và các bạn vừa đến với một ca khúc được mang tên Khách đến trở nhà, cùng thay cho lời mời của gia đình cũng như là của cô dâu chú rể. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị đại biểu quan khách, chúng ta cùng tiếp tục mời chầu mời trà để cùng tham dự chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng cho năm hạnh phúc cho hai em Bình Cây và Thái Lan trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa tới toàn thể quan viên bốn họ, kính thưa quý vị đại biểu quan khách kính mến, đúng là tình yêu và hôn nhân đó là một sự kiện mang một ý nghĩa trọng đại của mỗi con người chúng ta. Vâng, nếu tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta, thì hôn nhân đó chính là sự khao khát, là mong ước, là đỉnh cao mà tất cả các cặp lứa đôi mong muốn chinh phục được. Và đặc biệt là tuổi trẻ thì có rất nhiều những hoài bão, những khát khao, những mong ước, nhưng không thể thiếu được ước mơ chung. Vâng, đó là ước mơ đi tìm một nửa để yêu thương, một nửa để xây đời hạnh phúc bên nhau. Vâng, và hai em Đình Cây và Thanh Lan của gia đình chúng tôi đã quyết chí một lòng tư tình bạn đi đến tình yêu. Và ngày hôm nay, hai trái tim của hai em đã hòa chung một nhịp đập, và có thiện tình yêu của hai em đã đi đến bến bờ của tình yêu và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, hai em đã chính thức đón nhau về, thỏa nỗi ước mong và nỗi mong chờ với bao niềm vui nhung nhớ trước sự hiện diện, sự chứng kiến của toàn thể quý vị đại biểu quan khách. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu tình quý khách kính mến, đúng là các cụ ông cha xưa vẫn thường có câu rằng: chim khôn thì đầu nóc nhà quan, trai khôn tìm vợ gái ngoan kén chồng, đôi bên cha mẹ đồng lòng, nuôi con khôn lớn vun chồng cho con. Và giờ này để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có những lời phát biểu và lời sao dâu cho ngày vui hạnh phúc đăng quang hôm nay. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ trở về trung tâm sân khấu của gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô thì chú bác cùng mẹ bạn, kẻ bạn thanh niên nam nữ gần xa của đối với gia đình, thưa toàn thể hội hôn. Qua sự tìm hiểu của hai cháu cũng như được sự nhất trí của đối bên gia đình và cơ quan chính quyền địa phương, hôm nay hai bên gia đình chúng tôi đã chọn ngày lành tháng tốt tổ chức long trọng lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Được sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà, cô rỉ, chú bác cùng bè bạn thanh niên nam nữ gần xa đã bớt chút thời gian về dự ngày vui mừng hạnh phúc cho hai cháu. Đây là một niềm vui và niềm vinh hạnh lớn đối với hai bên gia đình chúng tôi. Vậy tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin có lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe chân thành nhất tới toàn thể hội hôn. Và giờ đây hai cháu bắt đầu bước vào hành trang mới, một cuộc sống mới, một gia đình mới. Hai cháu tạo lực tạo lập xây dựng một gia đình thật là hạnh phúc, giàu mạnh về kinh tế, phấn đấu để trở thành những gia đình công dân tiêu biểu của xã hội hiện nay. Và chúc hai cháu thật là hạnh phúc, chúc toàn thể hội mạnh khỏe. Và tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chú đáo của phái đoàn gia đình là trai đã dành cho đoàn nhà gái tôi. Xin hết. Xin chào, cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai ạ. Kính thưa quý vị thân mến, trước tiên thì bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai xin được gửi lời chào chân mật nhất tới toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi để trở về với tương gia gia đình họ nhà trai để cùng đưa cô dâu trở về với tương gia đình họ nhà trai để tổ chức chương trình lễ thành hôn. Kính thưa quý vị thân mến, và sau thì bác xin được kính chúc cho toàn thể quý vị chúng ta có thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc. Và giờ phút này đây thì để thay lời cho gia đình, xin được cảm ơn lời phát biểu của bác và xin được kính chúc bác cùng gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng ạ. Xin mời kính thưa tới toàn thể quan viên bốn họ, kính thưa quý vị đại biểu quan khách kính mến. Đúng là có nam có nữ mới lên xuân, mà có nhà trai nhà gái mới lên tỉnh thông gia. Mà nhà gái vừa phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải đỡ lời sang câu, mà để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Và giờ này để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai ạ, sẽ có những lời phát biểu và lời nhận dâu và lời cảm ơn tới toàn thể diện diện của quý vị đại biểu quan khách đã không quản ngày đường xa xa xôi trở về chung xây hạnh phúc chung gia đình trăm năm của hai em Đình Cây và Thanh Lan. Xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai. Kính thưa các quý vị cùng toàn thể trong hội hôn, một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất trong
quá trình được hai gia đình nhất trí để thành hôn cho hai cháu, tôi là người đại diện cho họ nhà trai cùng toàn thể các trong hội hôn. Tôi chúc toàn thể hội hôn thật là mạnh khỏe. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sau đó là xin chào cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai ạ. Kính thưa quý vị thân mến, theo lời phát biểu của bác thì luôn mong muốn con cháu mình có được niềm vui, niềm hạnh phúc trọn đời. Và bác cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã và đang trở về với Tân Giang gia đình họ nhà trai để cùng long trọng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho đình cây và thanh lan trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa chứng kiến hai bác trưởng đoàn đã cùng trao dâu và nhận rể. Thì giờ phút này đây thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng đôi mắt xinh đẹp của mình lên phía sân khấu để chào đón hai nhân vật đẹp nhất, rạng ngời nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là chú rể Đình Cây sánh duyên cùng cô dâu Thanh Lan ạ. Một tràng tay thật lớn đến từ phía quý vị ạ. Xin mời hai em hãy cùng đứng dậy và gửi cái cuối chào tới toàn thể quý vị quan khách, cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện toàn thể quý vị đã dành tình cảm đặc biệt cho gia đình, cũng như dành tình cảm đặc biệt cho hai em trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và phút này đây thì trong khi chứng kiến với toàn thể quý vị, và sau phút này xin gửi về quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn xinh đẹp của mình lên phía sân khấu để cùng chứng kiến chú rể Đình Cây và cô dâu Thanh Lan, họ sẽ trao cho nhau kỷ vật của tình yêu, đó chính là đôi nhẫn cưới ạ. Xin mời hai em hãy cùng trao cho nhau kỷ vật của tình yêu ạ. Kính thưa quý vị thân mến, nhẫn cưới là một biểu tượng vô cùng trang trọng thiêng liêng, trao đẹp trong tình yêu. Liên tục vào những nghi thức trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay. Và hôm nay xin mời cô dâu và chú rể hai em hãy cùng di chuyển sang phía tay trái của MC để cùng chia ngọt xẻ bùi trên bánh cưới tình yêu ạ. Xin mời hai em. Kính thưa quý vị thân mến, bánh cưới có màu trắng và màu hồng, nó biểu tượng cho một tình yêu cao đẹp, trong trắng, thuần khiết, ngọt ngào và tinh khôi, cũng như tình yêu của Đình Cây dành cho Thanh Lan vậy. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang chứng kiến cô dâu và chú rể họ đã cắt từng mảnh bánh tình yêu. Từ bánh đầu tiên thì cô dâu chú rể sẽ cắt để gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị. Từ bánh thứ hai, cô dâu chú rể sẽ cắt để gửi lời tri ân tới phần đấng sinh thành của cô dâu và chú rể. Và từ bánh thứ ba, đó chính là lời nguyện thề cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau gánh vác cuộc sống muôn bên gia đình, thuận vợ thuận chồng, cát nhà biển đông. Và có phút đây thì xin mời quý vị cùng đổi trọng vào tay thật lớn, thật đồng nhiên để chúc mừng ạ. Mừng ảnh rất là, ba tầng bánh rất là ngọt ngào, nồng nàn yêu thương. Và đặc biệt là có happy ngày 25 tháng 2 năm 2023, tức là ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão. Và đặc biệt là có happy ngày trọng đại và dòng chữ chú rể Đình Cây sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Lam. Trước sự hiện diện chứng kiến của toàn thể quan viên của họ, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và đặt nhau nhiều hơn nữa. Vâng, xin được khán giả cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều ạ. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng với những tình cảm thương con mến cháu của quý vị, bằng tình cảm bạn bè thân thiện trong sáng vô tư và những tấm lòng thiện tình quý báu của toàn thể quý vị đại biểu quan khách ạ, thì sau những thủ tục những nghi lễ ạ, thì chúng ta không quên những tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt hơn nữa. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa của quý vị ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa tới toàn thể quan viên bốn họ và quý vị đại biểu quan khách kính mến, đúng là rượu đào chưa nhấp đã say, rượu tình chưa nhấp mà say suốt đời. Cùng nhau rót chén rượu mừng, dấu cay dấu nhạt xin đừng quên nhau. Trăm năm dấu bạc mái đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu hôm nay. Và giờ này xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ tiến đến bàn tháp ly để thực hiện nghi lễ rót rượu cho ngày vui hạnh phúc đăng quang hôm nay ạ. Và xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay để bật nắp rượu và lan tỏa dòng rượu hồng lên tháp ly tình yêu trước sự hiện diện chứng kiến của toàn thể quan viên bốn họ.
mời chú rể Đình Cây sẽ cùng cô trai trưởng xung quanh đầu tiên ạ. Cô dâu và chú rể, hai anh em đã một đám tay chung tay khăn quả hồng, tiểu hồng tên phát huy tình yêu, chú bạn vừa gặp nhất thiết phu thê, trao lòng cảm duyên về với nhau, cùng chung trước đến mai sau, thì chung chút thể sắc màu tình yêu, một giờ là quả hồng, một đỏ của trái tim, con quả hồng đó sẽ chảy mãi và chảy mãi trong một số con đò hạnh phúc với bạn trẻ ngày hôm nay, cứ như là mãi mãi và mãi mãi sau này, và đúng là anh sẽ là dòng sông. Biển sâu và anh sẽ là gió lòng để em là mây bay và anh sẽ là nắng mai, em sẽ là hoa đỏ và anh sẽ là hoa đỏ để em bước vào đời. Cũng có thể nói rằng là cánh cửa hôn nhân đang là sông mờ để chào đón, hân hoan chào đón đôi tân nam tân nương của chúng ta. Các quý đưa tới tập thể quan viên của họ và quý vị đại biểu quan khách, đứng là phát người thì có đổ có ông và những cây có cồn như sông có hồn, các có cồn mới là cành xanh lá, các có cồn mới biển cả sông thô. Và với bạn trẻ này từ đâu mà có, đó chính là nhờ công sinh công dưỡng của cha mẹ tổ thông ông bà. Còn với đạo lý uống nước nhân hòa thì giờ này xin mời cô dâu và chú rể hai em và sẽ rót những ly rượu hiếu kính để kính dâng lên là hai bác trưởng đoàn cũng như là kính dâng lên là bậc sinh thành và của mình. Và giờ này xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn của gia đình nhà trai cũng như là gia đình họ nhà gái, và cũng xin được kính mời bậc sinh thành của cô dâu và chú rể sẽ cùng trở về sân khấu của gia đình để đón nhận những ly rượu hiếu kính đến từ các bạn thân cháu của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Của cô dâu và chú rể những người thân thiết nhất của cô dâu và chú rể đã và đang hiện diện tại trung tâm sân khấu của gia đình để cùng nhau chứng kiến, cùng nhau chúc dây hạnh phúc cho hai con, hai các cháu của mình được trăm năm hạnh phúc, được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thế ạ. Vâng ạ, giờ phút này đây xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng cùng ly cùng bố mẹ thân sinh của cô dâu và chú rể sẽ cùng cùng ly uống ly rượu trong buổi chiều ngày hạnh phúc hôm nay ạ. Chúng ta hôm nay xung họp chúc mai, hòa tình trong một các lễ dài trong năm. Hôm nay thứ hai giao tình, tuy rằng một miền nhưng chung một nhà. Hôm nay xung họp chúc mai, tình trong một các lễ dài trong năm. Mà trong năm riêng đã bén duyên, tình khi tăng được cách nhiên một nhà. Quý khách hai họ gần xa, mừng cho đôi bạn trẻ dựng nhà sống chung. Và để cho tình nghĩa không ra hai nhà gắn bó cao sơn thì xin mời hai ông thông gia bắt tay nhau để thắt chặt tình nghĩa thông gia hơn nữa.
cô và chú rể. Và xin chào kính mời bố mẹ sẽ cùng di chuyển vào các giai đoạn tiệc trà để cùng chứng kiến nghi thức lễ hạnh phúc trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị thân mến, vào giờ phút này đây thì dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị, xin mời chú rể Đình Cây cùng cô dâu Thanh Lan, hai em sẽ cùng nâng ly rượu sao bôi trong ngày.